Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xuống dòng trong một ô trong Excel và có thể xuống dòng trong tất cả các ô trong một cột trong Excel hay là có thể xuống dòng trong tất cả các ô trong tất cả các cột trong Excel. Đầu tiên, để xuống dòng một ô trong một cái cột trong Excel thì chúng ta làm như sau. Các bạn quan sát trên màn hình. Trên màn hình của mình, cái dòng chữ màu xanh nó đang nằm ở trong cái ô số 4 cột D nhưng nó lại tràn sang các cái ô khác. Vậy mình muốn cho cái dòng chữ này nó chỉ nằm ở cái ô số 4 thôi. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bấm chuột vào cái ô đó. Tiếp theo, các bạn nhìn lên cái dòng chữ element. Phía bên cạnh nó có một cái nút mũi tên phương xiên hướng xuống, các bạn bấm chuột vào. Khi này cái bảng nó xuất hiện, các bạn hãy tích vào cái dòng là Warp Text. Các bạn tích chuột vào nhé. Sau đó các bạn bấm OK. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? À, chúng ta thấy rằng là cái dòng chữ màu xanh bây giờ nó chỉ nằm ở ô số 4. Và điều chỉnh cái kích cỡ ô rộng ra hay hẹp vào thì các bạn điều chỉnh có thể tùy ý nhé. Tuy nhiên, khi này thì cái dòng chữ màu xanh hiện tại là nó đang nằm ở phía dưới. Để cái dòng chữ màu xanh này nó nằm đều ở cái ô số 4 này thì các bạn quan sát lên cái thanh của công cụ này. Các bạn có thể dịch chuyển này. Ví dụ đây, nó có thể nằm đều đây. Thì bạn bấm vào đây. Đấy, khi này nó nằm đều. Và các bạn có thể điều chỉnh tùy ý. Nằm trái này, nằm phải, nằm chính giữa này, hoặc nằm phía trên hoặc nằm phía dưới này. Đấy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để cho chữ xuống dòng trong một ô. Tuy nhiên, mình muốn chữ xuống dòng trong tất cả các ô của cột D này thì mình sẽ làm như sau. À, các bạn bôi đen tất cả các cái ô trong cái cột này bằng các bạn đưa chuột lên này, sau đó cái mũi tên đen xuất hiện thì các bạn bấm chuột này. Như vậy là tất cả các cái ô của cái cột D này nó đã được bôi đen. Sau đó các bạn vào cái nút mũi tên của element đấy, các bạn cũng bấm vào cái warp text này, sau đó các bạn bấm OK. À, như thế là bây giờ tất cả các cái ô trong cái cột D này nó sẽ tự động xuống dòng. Để kiểm tra lại xem có đúng như vậy không thì các bạn nhìn đây, bây giờ mình nhập vào cái ô số 8 của cột D nhé. Kiểm tra xem nào. À, các bạn thấy chưa ạ? Nó tự động xuống dòng cho mình rồi đấy. Đấy là cách mình đã hướng dẫn cho các bạn để tất cả các ô trong một cột có thể tự động xuống dòng. Tuy nhiên, mình muốn là tất cả các ô trong tất cả các cột của Excel nó tự động xuống dòng. Vậy thì làm thế nào? Đây, các bạn quan sát cách mình làm nhé. Các bạn sẽ bôi đen tất cả các cái cột này, tích chuột này, kéo nhá. Ví dụ mình muốn chỉ đến cột M thôi. Đấy, như vậy mình đã bôi đen các cột từ A. Sau đó các bạn vào element này, bấm vào cái biểu tượng mũi tên phương xiên này. Các bạn bấm vào cái nút warp text này. Sau đó các bạn bấm OK. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Bây giờ tất cả các cái ô trong các cột nó tự động xuống dòng cho mình. Như vậy là chúng ta thấy rằng là tất cả các ô trong các cột nó tự động xuống dòng cho chúng ta rồi. Bây giờ mình thử bấm thử vào cái ô số 2 cột G nhá, xem nó có tự động xuống dòng không. Kiểm tra thử nào. À, nó tự động xuống dòng rồi các bạn ạ. Như vậy có dễ không ạ? Rất dễ các bạn nhé. Các bạn có thể làm mặc định tất cả các ô nó tự động xuống dòng. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để xuống dòng chữ trong một ô, cách để xuống dòng chữ trong các ô trong một cột và cách để xuống dòng chữ trong tất cả các ô trong tất cả các cột. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.